vậy chưa bao giờ mà em đứng một cái khu vườn mà nó sổ ra nhiều cái mặt hoa lai cát như vậy luôn á các anh chị. Mình coi nè, đây là màu hồng phấn nè, mà cái vân cánh nó sẽ khác những cái loại cát bình thường nha. Rồi thêm cho anh chị mình một cái màu nữa nè, cái này là hồng đậm nè, rồi thêm cái anh này là màu trắng nè, nhiều màu lắm anh chị, màu trắng hồng hồng, anh chị mình thấy cái vân cánh của nó khác biệt không. Rồi thêm cái anh này nữa là cánh dúng, trời ơi nó viền hồng mà cái họng của nó là họng đậm luôn nha các anh chị nha. Thì để sở hữu một cái combo lai cát đủ màu nè, hội hoa này y như chớp luôn nè anh chị nè, trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn. Thì cái combo này á em sẽ bán cho các anh chị mình combo lộn xộn màu nha, tại vì những cây này mình thấy thân lá nó giống nhau nên sẽ không có lựa màu hoa được, nhưng là màu hoa nào nó cũng xuất sắc, nó cũng đẹp hết các anh chị. Thì đây là cây bán của em nè, một chậu hàng đang trồng chậu lựu đạn size 10 ha. Thì em chia sẻ cho các anh chị mình với mức giá 175.000 thôi. Dù là lai cát nào thì thân lá nó cũng đẹp và hoa nó cũng rất là đẹp, nên chị mình có thể sưu tầm những ai yêu thích dòng lai cát. Thì cái combo này anh chị nào có thể lựa cho mình được hàng nụ to hoặc là nụ ngắn luôn, với mức giá chỉ 175 và em bao phí vận chuyển cho các anh chị ha.